មិនមែនអនុសញ្ញាមួយដែលសរសេរថានៅឆ្នាំ1884នេះ
Thomson bàn phước bồn bà hà một lưu bà hạc sát khmai đại bàn dốc con tốt một làm bọt bà bà rộng rịch viên hà dốc con phương tập chúc kinh chân cò bà hạc sát khmai công hành chạc địa đề tế bà ông tớp dốc bà nằm nạch như dô bài tên ốc vì bà tế Campuchia tam ảnh ụ sinh nhà mùi nì nay rồi bà ảnh ụ sinh nhà ní chốc ngay tì đập rộng phí khai mì thậu nát chắc một bọt bà rồi phai sập buôn nụ cứ rồi cô lại bà răng thua ra cực xuống nâng khai mì ní đại tăng tăng ở miền rê xì đăng nâng vi rê xì đăng nơi tăng khai mì ní nâng tăng còn làm xem xây được tây tiết đại kê vô tháng cô ở miền một trái việt ca bà răng trái nợ cao ông ca tổ tù khó trớ rồi bà rê xì đăng xù bè dớ nè bây giờ mà hạc sát trời miền bạc bì vọt cho bà lọ hai mình ác chơi bạc bàn tê bà khuyên ca vô trông bì ở nhà thổ bà răng đây khi tiền ốc lên chỉ cần một sự đánh bốc rồi bỏ phép mà hạt sạch mai từ tiền hời tí trong phương pính trời căn cắt đòi một tây bà răng mà nhé ông đòi trong phương xa mũi đòi miên bà răng chùm nôn bà mũi nhé bỏ được tê buồn nhé nâng khám ai bày nhé à nhà thô và nà đi công chùm nôn lúc miên bùng nôn rùm lìa chân chịt khám ai tay vào đó thọ rồi dòi rồi bỏ dưỡng cứ đợt nón cao rục riêng đòi xanh thịt hiệp ní đòi dương ai tiền vô hòa bàn tiền ốc đã chung rút ảo chân chịt dùn một chung nút chân chịt khmai ở bàn chạp chạp đối khăn ông cao này đã thử lọc phở hai khăn ông còn mang sẵn trong cái này nơi khai khen nâng khai mọt chủ dương nâng vật chìa mặt trang mình ai có cái bán nâng về nát đầy dùn rồi bỏ dương mùi phía bấy nơi vật chìa bộ rồi khmai khmai nâng rốt phía khuôn dàng nghĩa rốt tờ rùn nơi khăn ông bấy đối sát thiết khmai chân chịt mùi cho ăn thói đối chìa vật chìa bộ rốt đại kế bán một cao nụ đài lúc này nên chỉ tìm một trái ăn tập bọt đỏ sống trên bí xịp hơn Campuchia trắng, ông nát mình khai trắng trắng trầm phục tìm ra mũi đẹp hiện tìm ra muốn nếu bên ít xâm xe lạc tay của nơi sân hai đẹp ngay sai ní nếu khi em lọc đỏ sống trầm nợ này trầm phục tìm ra mũi đẹp hiện tìm đọc trên bằng to tiết nơi thế ngay sai ní đồ chí nế công viết tạm đàn phòng mình phải nghe rì ca thì sẽ chia bằng to tiết xông o côn xong trầm điệp liền.